Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa các la da rất là đẹp các cô chú anh chị. Hoa đẹp, thân lá cũng đẹp luôn. Và có rất là có giá trị. Đây là cái mặt hoa là hắc tùng chớp nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này em có sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mình có nhu cầu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan hay là giao lưu mua bán thì cứ liên hệ với em. Thông báo với các cô chú anh chị mình, hiện tại là cái giá hắc tùng chớp nó đã lên rất là cao các cô chú anh chị. Hiện tại là mấy bữa nay là không phải là hắc tùng chớp này không, mà là tất cả các dòng cây luôn các cô chú anh chị. Nói chung dendrochop mấy ngày vừa qua là giá lên kinh khủng khiếp, gọi là khủng khiếp luôn, giá nó lên mà gọi là quá ghê gớm, dẫn đến bây giờ muốn nhập cây vô để mà chia sẻ các cô chú anh chị mình nó cũng là một cái chuyện gì đó nó thật là khó khăn luôn. Hắc tùng chớp hiện tại bây giờ cũng vậy, giá nó cũng rất là cao. Thì cô chú anh chị mình yêu thích cái mặt hoa này sưu tầm nha các cô chú anh chị. Nhưng mà mấy ngày trước thì nói chung em bán giá nó cũng rất là bình thường để cô chú anh chị mình sưu tầm. Nhưng hiện tại bây giờ giá hắc tùng chớp đã rất là cao rồi, nhập vô nó rất là cao các cô chú anh chị. Thì bán ra thì cũng kiếm được chút đỉnh tiền lời thôi, nên là giá nó cao các cô chú anh chị mình thông cảm. Ở đây là em không có làm giá gì cả, nhưng mà điều cái là hiện tại giờ giá nó đã rất là cao rồi. Hắc tùng chớp các cô chú anh chị, cái chậu này hôm nay thì em giới thiệu các cô chú anh chị mình là hai cái mã số thôi. Thì nói chung cái này là một chậu, một chậu mà em lấy cái đuôi ra em bỏ qua cái chậu này. Cái chậu này là em mới vừa trồng luôn, em mới vừa lấy cái đuôi ra để em trồng qua anh đây, nên là cái chậu này là chưa có rễ gì hết, nó chỉ là một cái cọng vậy thôi. Còn cái chậu bên đây thì nó là hàng là thuần chậu. Cô chú anh chị mình thấy là không có cần kiềng gì hết, là nó vẫn đứng sững như thế. Đây là hàng thuần chậu, em chỉ lấy cái đuôi ra thôi. Ở đây là bốn lá các cô chú anh chị. Bốn lá là riêng hết nha các cô chú anh chị. Giá nó hơi chát chút xíu. Mã số 1 7.000 ca. Thì đây. Nói chung giá chát cô chú anh chị mình thông cảm, tại vì giá nó quá cao các cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị mình thấy không? Là cái mầm con nó đang lên nè, đây là cái mầm gốc nè, đang lên nè. Hàng riêng hết nha các cô chú anh chị. Riêng, full riêng hết. Nè, cái cây này là nó sọc nhiều luôn nè. Nó sọc nhiều như thế này thì em nghĩ là cái bông nó sẽ sọc sẽ chớp rất là sâu. Hoa rất là đẹp. Cây này là tuyệt đẹp luôn nè. Cái mầm nó là chớp thật là nhiều luôn nè. Rồi bên đây, như thế nào? Bên đây thì đây cô chú anh chị mình thấy là cái mầm này nó đang chuẩn bị lên nè, ngang cái tay em chỉ nè. Hàng green dead, thân lá là tuyệt đẹp. Giá thì hơi cao xíu nha các cô chú anh chị. Bốn lá. Nói chung thị trường giờ là có người nó đang bán một cái lá đầu không á các cô chú anh chị, cái cọng đầu không á, lá đầu không mà nó bán 5 triệu. Trời ơi, khủng khiếp, quá khủng khiếp. Giá rất cao nha các cô chú anh chị. Mã số 1 là 7.000 ca. Mã số 2. Mã số 2 là 1.000 ca. Thì mã số 2 này thì cũng báo với các cô chú anh chị mình là chỉ có một mắt thôi nha. Một mắt thôi. Cái này là rễ hồi nãy lấy ra là em cắt hết rồi. Này là mới để vô thôi. Đâu rồi, để quay sau mình cho nó thấy được. Đây, cái mầm gốc nó đang lên nè các cô chú anh chị. Chỉ có một mắt đó thôi. Còn mắt bên kia là nó dính với cái đuôi bên cái chậu lớn. Bên đây là hết mắt rồi nè. Còn cái lá này là lá già. Lá già này là hết mắt rồi. Là chỉ có một mắt thôi mà giá của nó là 1.000 ca. Cái này đúng sưu tầm giống luôn các cô chú anh chị.
Nói chung giá hiện tại nó lên quá cao. Đó, à, hát tùng chớp em có hai mã số đó, mã số 1 là 7.000 k, mã số 2 là 1.000 k. Thì cô chú anh chị nào mình yêu thích cái mặt hoa này thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. À, xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau.